con cà cua bạc này nó nắn chỉnh cái sống lưng này rất là tốt luôn. Cái tay chị đã hết tê chưa? Đỡ tê. Em chạy từ từ, chị cảm nhận chỗ nào tắc đi qua nó bì hơn đúng không? Đó. Lên trên đốt sống cổ này. Đấy, vùng này thái hóa nó khật 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 luôn. Đấy. Trên mặt mọi ngày có bị như thế này đâu. Hôm qua hôm xưa mặc váy này xong hở chân này, xong hôm qua bắt đầu nó nhiễm lạnh, sáng nay lại dậy sớm dọn cái chỗ sân để cho hỏi căng biểu ngữ. Quá khủng khiếp. Em chưa ngủ sao Thúy? Nhìn chị này. Tay này chị cạo này phát nào đen phát đấy luôn. Chân này, chân lạnh ngắt. Chị đặt cái mà cạo lên đen luôn. Đau nhức nhối khắp nơi luôn ấy. Hôm nay tự nhiên là bị nhiễm lạnh. Sợ thật. Mọi ngày mặt mình không bao giờ bị đen. Hôm nay mặt mình đen kít luôn. Cho nên là cái nhiễm lạnh sợ thật. Sợ khủng luôn ấy. Sợ luôn. Cho mọi người xem cái tay này. Sợ chưa? Rồi em hỏi em đã hơ được cho cái lưng rồi, giờ còn chỗ đằng trước lại mình tự sướng lấy. Cho nên là không thể hớ hênh được. Sai lầm là có cái tội là thích đẹp đi mặc váy đi ăn cỗ về đây. Nó nhiễm lạnh cho đây. Không thể thời trang đánh tan thời tiết được. Bàn tay cũng đen luôn.
nên là mình rất sợ mùa đông. Mùa đông một cái là bắt đầu là rét tới trong xương rét da. Chưa ngủ à, hồi Kim Hương Giang. Chỗ nào đau là chỗ đấy cào lên là đen luôn.